ca mắc Covid-19 phức tạp, Hà Nam cách ly 30 y bác sĩ và phong tỏa cả một thôn. Thưa quý vị và các bạn, đêm ngày 7 tháng 4, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã tổ chức họp khẩn liên quan đến một ca nhiễm Covid-19 sau khi có kết quả từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 7 tháng 4, ngành y tế tỉnh Hà Nam nhận được kết quả trường hợp nam bệnh nhân NVD 64 tuổi, ngụ xóm 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, là bệnh nhân của khoa tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này cũng đã được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 8 tháng 4 là ca mắc COVID-19 thứ 251 tại Việt Nam. Theo ngành y tế tỉnh Hà Nam, từ ngày 20 tháng 3 đến nay, bệnh nhân điều trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, con trai và con dâu từ Hà Nội về thăm, ngày mùng 6 tháng 4 bệnh nhân lấy mẫu bệnh phẩm, ngày mùng 7 tháng 4 xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Ông Lê Quang Minh, giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, bệnh nhân NVD nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 20 tháng 3 đến nay, bệnh sử phức tạp, bệnh nền như là viêm gan, sơ gan, gút, đặc biệt là bệnh nhân có viêm phổi. Bệnh nhân này được dự đoán phức tạp do chưa xác định được nguồn lây bệnh. Do bệnh nhân nằm viện dài ngày tiếp xúc với nhiều đối tượng, vì thế nguy cơ lây nhiễm bệnh sang người khác là rất lớn, hiện vẫn chưa xác định được trường hợp F0 trong tình huống này. Ngay sau cuộc họp đêm mùng 7 tháng 4, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã lập rào chắn kiểm soát phòng chống dịch, đồng thời triển khai công tác giám sát dịch tễ tại tất cả các bệnh nhân người nhà đến thăm, các y bác sĩ nơi bệnh nhân NVD điều trị, tiến hành phun thuốc khử trùng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã xác định có trên 30 y bác sĩ, nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân này và đã được cách ly tại khu riêng. Cũng ngay trong đêm, phía Ủy ban dân huyện Bình Lục đã tiến hành dựng rào cách ly phong tỏa thôn Ba Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, nơi nam bệnh nhân này cư trú.